Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể theo dõi tài sản cố định à, những, à, những cái tài sản cố định tồn lại trước đây và cũng à, giống như là những cái tài sản chúng ta mua mới chúng ta phải theo dõi cái quá trình khấu hao, luân chuyển, điều chỉnh giá trị tài sản thì ở đây chúng ta vào mục tài sản cố định từ màn hình chính chúng ta vào ghi tăng tài sản nhưng mà trong các cái trường hợp như chúng ta thấy là chúng khi mua mới một cái tài sản thì trước, trước tiên chúng ta phải vào khai báo cái tài sản cố định À, cái tài sản cố định được mua mới ở đây chúng ta chọn thêm mới Thì Các bạn à, đánh vào cái mã tài sản là 004 Ở đây là ví dụ máy cẩu Daihatsu Đơn vị tính là cái Loại tài sản cố định là tài sản là máy móc thiết bị Chúng ta chọn máy móc thiết bị Ở đây đơn số lượng chúng ta mua một cái Đơn giá là 500 triệu À, chúng ta thêm 502 triệu Ở đây cái 2 triệu là chúng ta muốn nói là để sau này chúng ta làm cái cái phần có 2 triệu tiền chi phí và chạy thử Ở đây chúng ta chọn bộ phận thi công là công trình à, Chúng ta điền thêm các cái thông tin như là à, các cái thông tin khác để bổ sung cho cái việc theo dõi sau này Ví dụ chúng ta mua từ cái công ty à, cổ phần cơ khí ô tô ở đây chúng ta chọn cái tình trạng là tình trạng đang dùng thế thì mua chưa dùng hoặc là đang dùng chúng ta mua chưa dùng thì chúng ta có thể khai báo sau đây chúng ta đưa vào tăng nhưng mà chúng ta khi mua về dùng thì chúng ta chọn cái trạng thái là đang dùng sau đây có một cái phần nữa là phần tính khấu hao thế phần tính khấu hao thì chúng ta ví dụ chúng ta mua từ tháng 2 thì chúng ta đánh vào là tháng 2 và thường cái ngày ghi tăng ngày sử dụng một ngày tính khấu hao là đều có đều là cùng một ngày À, cũng có những đơn vị để khi mua về nhưng mà người ta chưa dùng ngay thế là tài, tài, sản nguyên giá là chúng ta chọn 2112 tài sản khấu hao là 21412 chúng ta chọn tài khoản chi phí cái tài khoản chi phí này nhằm mục đích là khi chúng ta ghi tăng hoặc là phân bổ khấu hao thì chương trình sẽ tự động lấy cái tài khoản này ra như vậy các bạn khai báo là 154 đối với cái trường hợp là áp dụng quyết định 48 để hạch toán tức là sau này sẽ là thông tư 133 có hiệu lực từ năm 2017 và cái tài khoản 6274 là cái tài khoản khi chúng ta áp dụng cái hạch toán theo thông tư 200 ở đây chúng ta chọn 6274 thì cái tài sản này ấy, là cái tài sản chủ yếu là sử dụng những nguồn vốn toàn bộ là của à, chủ sở hữu chúng ta đánh vào cái số lượng tháng khấu hao các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta khấu hao là 10 năm tất nhiên cái số tháng khấu hao này là các bạn phải theo cái quy định của nhà nước à, chúng ta sau khi chúng ta khai báo xong thì chương trình sẽ tự động tính ra khấu hao mỗi tháng là 4 triệu 183.333 đồng chúng ta chọn lưu và đóng lại sau khi chúng ta thêm mới xong cái tài sản ấy thì chúng ta bây giờ việc chúng ta là khi nhận hóa đơn chúng ta phải ghi tăng cái tài sản này đi chúng ta chọn uh, ghi tăng tài sản chúng ta chọn thêm mới cái đối tượng mà chúng ta chọn lúc nãy chúng ta mua là từ công ty cổ phần cơ khí ô tô nghệ an chúng ta đánh vào đây là cơ khí để chúng ta có thể chọn người liên hệ chúng ta thêm mới vào nhà diễn giải cái nội dung là nhập mua máy cẩu daihatsu chúng ta chọn nhân viên mua tài sản chúng ta có thể chọn thêm các cái gọi là các cái chứng từ gốc kèm theo ở đây chúng ta chọn cái đã nhận hóa đơn à, ngày ghi sổ chúng ta lưu ý là chúng ta mua ngày mùng 1 tháng 2 ghi tăng vào thời gian để tính câu hao chúng ta chọn tài sản thì cái tài sản mua mới ở trong năm là chỉ có hai cái à, các cái tài sản trước đấy thì chúng ta lưu ý là cho các tài sản trước mà có số dư đầu kỳ thì nó không đưa vào cái phần mà chúng ta sẽ ghi ở đây các bạn nhìn thấy là cái phòng ban nó tự động và các cái thông tin khác nó tự động đưa ra đây các bạn có thể nhìn thấy là cái nguyên giá của tài sản cố định là một bốn trăm linh hai triệu ở đây chúng ta nhập tiếp cái phần à, chi phí nếu mà có các chi phí khác thì chúng ta nhập thêm nguồn không thì chúng ta chọn hóa đơn chúng ta chọn là diễn giải thuế là nhập mua máy cầu. ở đây thuế phần trăm à, tài khoản thuế hạch toán thuế à, loại hóa đơn À, số hóa đơn nhóm hóa dịch vụ như vậy là các bạn có thể thấy là chúng ta đã có cái cái phần à, nhập mua về tài sản cố định chúng ta chọn lưu sau khi chúng ta khai báo xong thì cái này sẽ chương trình sẽ đưa vào trong cái phần à, à, ghi vào sổ cái tài khoản. trong cái phần tài sản thì nó có mấy phần lưu ý. Chúng ta lưu ý là ở đây có ghi tăng khi mua mới tài sản. À, phần khấu hao là dùng để tính khấu hao phân bổ từng tháng một. À, chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta cố gắng phân bổ theo tháng nhé. À, ở đây cái phần ghi tăng, à, ghi giảm, ghi giảm ở đây là do các cái trường hợp thanh lý, nhượng bán, à, là cái điều chuyển là điều chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia. À, cái điều chỉnh này chính là điều chỉnh cái giá trị tài sản có thể là do các cái trường hợp như là đánh giá lại. Ở đây chúng ta thử tính khấu hao tháng 1, tháng 2, tháng 3 nhé. Ở đây chúng tôi vào mục khấu hao chúng tôi chọn thêm mới. Các bạn lưu ý là chúng tôi chọn tháng. Các bạn cũng có thể tính theo quý nhưng mà cái này thì tùy thuộc vào từng cái đơn vị. thì à tùy thuộc vào từng đơn vị nhưng mà cái phần tài sản thì có nó có nó có cái đặc thù là vì nó được tính theo uh, số tháng tính khấu hao là bao nhiêu tháng vậy nên là chúng ta uh, gần như là phải bắt buộc là tính khấu hao theo từng tháng một ở đây chúng ta chọn đồng ý như các bạn đã thấy là chương trình sẽ tự động lấy ra tất cả những cái tài, tài sản mà còn giá trị còn lại vẫn đang còn và sẽ khấu hao thì chúng ta nhìn thấy ở đây là chương trình tự động lấy toàn bộ cái thông tin ở đây chúng ta lưu ý là có cái tài khoản 627 là cái tài khoản nợ ở cái dòng đầu tiên của cái xe tải thì chúng ta để phân bổ cho công trình sau này thì chúng ta chọn cái mục là chi phí là chi phí chung để sau này chúng ta phân bổ và cái đối tượng tập hợp chi phí là chúng ta sẽ không chọn cái đối tượng này thì nếu mà chúng ta chọn thì có nghĩa là chúng ta chọn đích danh vào cái công trình nào đấy nhưng mà ở đây chúng ta dùng để phân bổ nên chúng tôi không không khai báo cái đối tượng hợp chi phí, chúng ta chọn lưu. À, sau khi à, xong cái phần à, tài sản cố định là khấu hao tháng 1, chúng ta tiếp tục tính khấu hao tháng 2. À, ở đây chúng ta chọn tháng 2, chúng ta chọn đồng ý. Các bạn nhìn thấy là có một cái tài sản đã khấu hao hết. Và ở đây lại thêm một cái tài sản nữa là cái tài sản máy cẩu. Đấy chúng ta chọn khoản mục chi phí là chi phí chung. Chọn tiếp là chi phí chung. Đây à, chúng ta lưu chứng từ như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần uh, ghi tăng tài sản và khấu hao tài sản. Uh.